Mến chào các em học sinh của trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11. Hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở bài 3 và bài 5, thực hành đọc bản vẽ các khối đa diện. Với các nội dung, đầu tiên là phần chuẩn bị, các em ghi sách giáo khoa, 2 la mã nội dung, 3 la mã các bước tiến hành, 4 la mã nhận xét và đánh giá. Phần nội dung, với các nội dung chúng ta cần thực hiện là hoàn thành nội dung bản 3.1 trang 14 sách giáo khoa, hoàn thành nội dung bản 5.1 trang 20 sách giáo khoa, và chúng ta vẽ lại hình chiếu đứng, chiếu bằng, chiếu cạnh của một trong bốn vật thể ABCD. Và chúng ta cùng nhau thực hành. Ở đây có vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và ba hình chiếu 1, 2, 3. Yêu cầu là hãy đánh dấu X vào ô trống để thể hiện mối tương quan giữa hướng chiếu với ba hình chiếu. Cô sẽ hướng dẫn bài 3 với tương ứng là hướng chiếu A đây. Nhìn từ trước tới, em sẽ thấy hình dạng của hình chiếu giống với hình số mấy các em? Nhìn từ trước tới nè, các em sẽ thấy được cái mặt phẳng màu xanh, đúng không? Thì giống với hình chiếu số 3. Rồi khi nhìn hướng chiếu B, nhìn từ trên xuống, em sẽ thấy được mặt phẳng giống với hình số 1. Hình chiếu giống với hình số 1. Và hướng chiếu C, nhìn từ trái sang, em sẽ thấy hình chiếu giống với hình số 2. Vậy thì các em điền vào và chúng ta đã hoàn tất được bản 3.1. Yêu cầu thứ hai của bài 3 là vẽ lại ba hình chiếu theo đúng vị trí của chúng trên bản vẽ kỹ thuật. Vậy thì các em phải nhớ đến bài 2, vị trí các hình chiếu. Các hình chiếu vị trí được đặt như thế nào trên bản vẽ? Hình chiếu đứng đặt ở phía trên bên trái bản vẽ. Hình chiếu bằng đặt bên dưới hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh đặt bên phải của hình chiếu đứng. Vậy chúng ta sẽ vẽ hình chiếu đứng trước tiên. Đây, vẽ hình số 3 trước với các kích thước như đã cho. Đây, vẽ hình chiếu đứng trước. Dài 60, cao 25, bên đây là 10. Từ chiếu đứng, các em sẽ vẽ hình chiếu bằng. Và các em nhìn nè, chiếu đứng với chiếu bằng có chung một chiều dài. Do đó, để vẽ được chiều dài của hình chiếu bằng, chúng ta phải vẽ hai đường giống để xác định được chiều dài của hình chiếu bằng. Rồi tiếp tục, hình chiếu bằng nè, nhìn từ trên nhìn xuống, thấy chiều dài và chiều rộng. Vì rộng sẽ là 15. Rồi chúng ta đã vẽ được hình chiếu bằng. Tiếp tục vẽ hình chiếu cạnh. Chiếu đứng với chiếu cạnh có chung một chiều cao, do đó các em vẫn vẽ hai đường giống để xác định được chiều cao của hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh có chiều cao với chiều rộng, vậy chúng ta sẽ vẽ chiều rộng là 15. Vẽ như vậy được chưa các em? Chưa ha. Chúng ta nhìn từ trái sang thì cạnh nè, cạnh ở giữa nè. Thấy đúng không? Do đó chúng ta phải vẽ và liên quan là giống với phía trên đây. Các em phải vẽ đường giống để xác định được đoạn ở giữa của hình chiếu cạnh. Các đoạn thẳng thì liên quan với nhau. Sau khi mà vẽ xong rồi thì các đường giống chúng ta sẽ bôi đi. Và lưu ý rằng khoảng cách từ chiếu đứng xuống chiếu bằng bằng với khoảng cách từ chiếu đứng sang chiếu cạnh. Cô ví dụ nếu chiếu đứng xuống chiếu bằng các em chừa 2 ô tập, thì chiếu đứng sang chiếu cạnh các em cũng chừa 2 ô tập. Rồi đây là ba hình chiếu mà chúng ta sẽ vẽ đây. Tương ứng đi, ba hình chiếu, vị trí của ba hình chiếu như thế này đây. Rồi bài 5. Cho 4 vật thể A, B, C, D. 4 bản vẽ 1, 2, 3, 4. Các em hãy nhìn vật thể A. Vật thể A. T
Tìm xem hình chiếu của nó là bản vẽ số mấy. Điền vào bảng 5.2. Vật thể A bản vẽ số bao nhiêu? Vật thể B tìm xem bản vẽ hình chiếu của nó là bản vẽ số mấy. Tương tự với C và D. Phần này cô chưa có sửa vì khi mà chúng ta vào tiết ở trang lớp học, cô sẽ cho lớp làm một cái bài trắc nghiệm nhỏ trên trang trên ứng dụng là Google Form, nên các em để ý cái đường link và chúng ta thực hiện ha, để cô biết được cái mức độ hiểu bài của các em. Và cô sẽ đi trình bày một xíu về cái phần khung tên. Khung tên sẽ được đặt ở dưới và góc ở dưới góc phải của bản vẽ. Vẽ bằng các nét liền động với các kích thước đây 140, 32. 140 chia ra làm 2 thì mỗi bên 70. 32 chia ra thì mỗi bên là 16. Rồi vẽ các ô vân đây. Tên gọi chi tiết, vật liệu, tỷ lệ, bài số, kiện người vẽ, kiểm tra. Với các kích thước và với các khổ chữ. Cô sẽ nói về phần có thể em chưa biết, giới thiệu về một số nét vẽ. Ở đây chúng ta thường hay ứng dụng một số nét vẽ như là nét liền đậm. Với hình cách vẽ như vậy, độ dày thường chúng ta vẽ là 0,5 mm, với tương ứng là giấy tập mình ha, hoặc là A4 ha. A4 chúng ta sẽ vẽ nét liền đậm, độ dày là 0,5 mm. Ứng dụng là vẽ cạnh thấy, đường bao thấy, nét liền mảnh. Đây, độ dày của nét liền mảnh bằng liền đậm chia 2. Vậy các em sẽ vẽ là 0,25 mm. Ứng dụng vẽ là đường kích thước, đường gạch gạch, đường giống. Rồi nét đất, tiếp theo chúng ta hay ứng dụng vẽ nét đất đây. Vẽ một đoạn ngắn, một khoảng trống, một đoạn ngắn. Ứng dụng là vẽ cạnh khuất và đường bao khuất. Nét gạch chấm mảnh, ứng dụng vẽ đường trục và đường tâm. Rồi cô sẽ nói về một xíu về một số nét. Ví dụ như đây, có vật thể. Vẽ hình chiếu đứng, đây là hình chiếu đứng. Bên dưới này là hình chiếu bằng. Vậy với hình chiếu đứng, thì các cạnh của hình chiếu đứng em có nhìn thấy không? Chúng ta nhìn thấy được. Do đó nó sẽ được vẽ bằng nét liền đậm. Tương tự với hình chiếu bằng, nhìn từ trên nhìn xuống thì các đoạn này, các đường thẳng này, các em nhìn thấy được nên vẽ bằng nét liền đậm. Vậy thì ứng dụng nét vẽ này là nét liền đậm. Tiếp tục từ chiếu đứng sang chiếu cạnh. Vẽ hai đường giống để xác định được chiều cao của hình chiếu cạnh. Vậy đây là đường giống đây. Đường giống thì vẽ bằng nét liền mảnh, độ dày bằng liền đậm chia 2. Rồi, vẽ tiếp tục chiều cao của hình chiếu cạnh. Cô mời lớp quan sát nha, đoạn ở giữa nè, đoạn thẳng nè. Nhìn từ trái sang, thì cái đoạn thẳng này em có nhìn thấy được không? Chúng ta không nhìn thấy được, do đó sẽ được biểu diễn bằng nét đứt. Thì đây là ba hình chiếu của vật thể đây. Và với có áp dụng các đường nét như là nét liền đậm, nét đứt, nét đường giống thì vẽ bằng nét liền mảnh. Rồi thực hiện yêu cầu tiếp theo của bài 5 là vẽ lại ba hình chiếu đứng bằng cạnh của một trong bốn vật thể. Cô sẽ hướng dẫn vật thể này. Đầu tiên các em sẽ vẽ hình chiếu đứng trước. Hình chiếu đứng nhìn từ trước tới nè. Với các kích thước. Vẽ bằng nét liền đậm. Từ chiếu đứng xuống chiếu bằng, vẽ hai đường giống để xác định được chiều dài của hình chiếu bằng. Hình chiếu bằng có chiều dài và chiều rộng, rộng là 30. Và hai đoạn thẳng phía trên này, vẽ bằng cách là giống thước xuống, vẽ giống thước xuống để vẽ được hai cái đoạn ở giữa của hình chiếu bằng. Từ chiếu đứng sang chiếu cạnh, vẽ hai đường giống để xác định được chiều cao của hình chiếu cạnh. Hình chiếu cạnh có chiều cao và chiều rộng. Nhìn từ trái sang nè các em, thì thấy được chiều cao và chiều rộng. Rộng là 30 ha. Và cái đoạn ở giữa này đây, thì lấy giống thước từ chiếu đứng giống qua.
Sau khi vẽ xong ba hình chiếu, mình sẽ bôi đường giống đi. Và lưu ý rằng khoảng cách từ chiếu đứng xuống chiếu bằng bằng với khoảng cách từ chiếu đứng sang chiếu cạnh. Ví dụ chiếu đứng xuống chiếu bằng, vị trí này con trừ 2 ô, thì chiếu đứng sang chiếu cạnh mình cũng phải trừ 2 ô ha. Thế thì bài này các em có thể vẽ ba hình chiếu vào trong tập. Vẽ cho đúng đường nét, không cần ghi kích thước, khỏi ghi kích thước nha. Vẽ vào tập. Sau khi vẽ rồi, vẽ ba hình chiếu rồi, chúng ta sẽ bôi đường giống. Rồi đây là nội dung mà ở bài 3 và bài 5. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em ở bài tiếp theo. Do là ở trên trang lớp học đó, thì cô đã có tải cái file Word, cái nội dung viết bài rồi. Nên cái phần phía dưới những slide tiếp theo cô không có để nội dung viết bài nữa ha. Chào các em.